Quý vị và các bạn, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị năm 2019 xác định đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường. Để hiện thực hóa mục tiêu của nghị quyết này, sáng hôm nay với 436 trên 470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 87,37%. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là cơ hội vàng tạo động lực cho Thừa Thiên Huế phát triển sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Liên quan đến vấn đề này, ngay trong sáng nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước hết xin được cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia cuộc trao đổi nhiều ý nghĩa này. Xin chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khi được Quốc hội chính thức bấm nút thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy thì Chủ tịch có thể chia sẻ cảm xúc lúc này khi mà niềm mong mỏi bấy lâu nay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành hiện thực. Chúng ta rất vui mừng khi mà tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, rồi các bộ ngành trung ương và nhân dân cả nước đã luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và đồng hành với tỉnh. Đặc biệt là cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã tán thành ấn nút thông qua các cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế. Các cái cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì sẽ là cái tiền đề, là nền tảng và là một trong những cái nội dung triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Ngoài ra thì còn có các cơ chế chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy thì ngay lúc này chúng tôi lấy làm vui mừng trong cái niềm vui chung của toàn tỉnh đang xem với những các cái bài toán để làm sao mà chuyển hóa được những cơ chế chính sách này thành động lực phát triển của tỉnh, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Xin Chủ tịch cho biết cụ thể hơn về những cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông đánh giá ra sao về những cơ chế chính sách mà nghị quyết lần này mang lại cho địa phương? Về cả cái cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm tại Thừa Thiên Huế thì gồm có 6 cơ chế và 3 phân nhóm cụ thể. Đó là nhóm thứ nhất về cơ chế bảo tồn và trùng tu, phát huy cả cái giá trị di tích, di sản thì gồm có 2 cơ chế. Hai cơ chế này nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác trùng tu, tôn tạo hệ thống di tích, di sản quốc gia và thế giới. Một đó là chính sách về phí tham quan di tích. Thì Thừa Thiên Huế được để lại 100% số thu từ nguồn thu phí tham quan để thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu di tích cố đô Huế, nhưng không dùng để xác định cái tỷ lệ điều tiết số bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương từ phía Trung ương. Thứ hai là về việc thành lập quỹ bảo tồn di sản Huế. Trung ương đã thành lập cái quỹ này và ủy quyền cho tỉnh quản lý. Quỹ thì hoạt động theo cái quy định của nghị định chính phủ, mà chắc chắn là sẽ được ra sau khi có cái nghị quyết của Quốc hội. Đấy, nhóm thứ hai là cái nhóm quản lý tài chính ngân sách, gồm có 3 cơ chế chính sách. Đây là cái nhóm cơ chế chính sách đặc thù, có tính chất lâu dài và bền vững để phát triển ổn định, cân đối, hài hòa dựa trên cái nguyên tắc là vừa bảo tồn, vừa phát huy được giá trị di sản và vừa tạo được cái động lực đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể đó là cái mức dư nợ vay được đưa cái trần lên từ 20% lên thành 40%, và cái thứ hai đó là chúng ta được phân bổ thêm 45% theo cái tỷ lệ phần trăm mà số chi theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên
của ngân sách nhà nước năm 2022. Trong cái thời gian thực hiện nghị quyết thì áp dụng cái chính sách trên, dự kiến là cái số kinh phí tăng thêm khoảng 400 tỷ một năm. Tức là cái chính sách này nó được thực thi cho đến 2026. Cái thứ ba là hàng năm thì Trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu cho tỉnh là không quá 70% số tăng thu từ cái hoạt động xuất khẩu trên địa bàn. Đấy, về nhóm thứ ba, đó là về sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất. Thì nhóm này có một cái cơ chế, đó là chúng ta được hưởng 50% cái số thu từ cái việc sắp xếp xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn. Cái nguồn này thì mục đích là để hỗ trợ cho chúng ta sắp xếp lại, quản lý và sử dụng có hiệu quả cái tài sản và cái quỹ đất trên địa bàn. Cả cái cơ chế chính sách được Quốc hội thông qua thì sẽ có một vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là một cái công cụ hỗ trợ, khuyến khích, động viên và thúc đẩy Thừa Thiên Huế phát huy nội lực, huy động được tối đa các cái nguồn lực cho đầu tư phát triển, đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, bảo đảm là cân đối hài hòa giữa cái việc tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và bảo đảm được cái nguồn thu ngân sách bền vững. Nghị quyết được thông qua, chúng ta có cơ hội vàng để phát triển. Vậy Thừa Thiên Huế sẽ triển khai thực hiện nghị quyết này như thế nào trong thời gian tới, thưa Chủ tịch? Để phát triển Thừa Thiên Huế lên một cái tầm cao mới thì tỉnh sẽ tập trung và xây dựng một số các cái giải pháp. Chúng tôi tập trung vào cái thứ nhất, đó là cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, dựa vào các cái lợi thế của ngành dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Cái thứ hai đó là đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Cái thứ ba đó là phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và đô thị đồng bộ, hiện đại và thông minh, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Cái thứ tư đó là thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là cho phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn, các ngành có lợi thế. Cái thứ năm là nâng cao cái hiệu quả liên kết phát triển bền vững, mở rộng hợp tác và quan hệ đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề thứ sáu là gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, củng cố cái vị thế là trung tâm văn hóa lớn và đặc sắc của cả nước. Trong nghị quyết thông qua đã nêu rõ sẽ khai phá hết những dư địa của Thừa Thiên Huế cũng như tăng tính tự chủ và trách nhiệm của địa phương. Liên quan đến vấn đề này thì quan điểm của Chủ tịch Nguyễn Văn Phương như thế nào? Thì Thừa Thiên Huế là một cái vùng đất có rất nhiều tiềm năng thế mạnh với nhiều di sản quốc gia và nhân loại, có bề dày lịch sử văn hóa, là cái thành phố xanh, thông minh và hiện đại. Nhưng chúng ta vẫn chưa khai phá hết được những cái dư địa, bởi vì điểm nghẽn mà lớn nhất hiện nay chúng tôi thấy là cái việc giải quyết hài hòa giữa cái mối quan hệ về bảo tồn và phát triển. Bảo tồn di sản, giữ gìn văn hóa đặc sắc phải gắn với bảo tồn môi trường sinh thái. Vì vậy thì cái cơ chế đặc thù mà Quốc hội thông qua lần này thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là một cái công cụ hỗ trợ tạo ra cú hích thúc đẩy Thừa Thiên Huế khai thác hết các cái tiềm năng. Thì cùng với vị thế là trung tâm của vùng và của cả nước về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thì đồng thời sẽ tạo ra tính chủ động trong cái huy động các nguồn lực
cho đầu tư và xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này trong việc bảo tồn di sản cũng như là phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo định hướng mà nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra? Hiện nay thì chúng ta đã hoàn thành xây dựng cái đề án thành lập cái quỹ này và đang trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, và đồng thời chúng ta cũng đang phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính để đưa ra cái dự thảo nghị định, tức là qua đó sẽ có cái hồ sơ dự thảo cho nghị quyết thí điểm này. Trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội này thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng cùng với các bộ ngành trên chính phủ ra được cái nghị quyết đó. Thực tế thì trong thời gian qua thì có rất nhiều các cái tổ chức, các cái cá nhân, thậm chí là các tỉnh thành mong muốn được cùng với Thừa Thiên Huế tham gia vào cái công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và muốn đóng góp cái nguồn lực bằng tiền. Tuy nhiên thì cũng rất khó để mà vận hành. Thì quỹ này là một cái quỹ riêng biệt, nó nhằm minh bạch và đầu tư đúng cái địa chỉ tài trợ để các cái nhà tài trợ nói chung sẽ chung tay cùng với tỉnh trong cái công tác trùng tu bảo tồn các cái di sản di tích của quốc gia. Đấy, thì ngoài ra thì có một số địa phương là có nguồn thu ngân sách lớn, có cái tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương thì cũng mong muốn cùng chia sẻ hỗ trợ trung tu. Thì chúng tôi nghĩ là cái nghị quyết sắp tới của Quốc hội sẽ được ra đời sau khi Quốc hội thông qua cái cơ chế đặc thù này, sẽ giải quyết được các cái khó khăn vướng mắc về cái việc huy động nguồn. Xin được cảm ơn những thông tin trao đổi từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ vọng vào những cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế, và đây cũng sẽ là động lực để Thừa Thiên Huế tiếp tục phát triển bền vững và thực hiện được mục tiêu theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương.